Thưa khán giả, đến thời điểm này, dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long đã quyết định kéo dài thời gian thực hiện chỉ thị 16 để phòng chống dịch bệnh. Trong cuộc chiến đầy cam go này, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân là rất quan trọng. Nhiều bà con đã sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân vì mục đích chung là đẩy lùi dịch bệnh. Tiền thuê mặt bằng mỗi tháng là hơn 3 triệu đồng. Tuy nhiên, chị Diễm vẫn chấp nhận đóng cửa, bởi chị cho rằng chỉ khi nào dịch bệnh được đẩy lùi thì việc kinh doanh mới có thể bình thường trở lại. Chỗ em thì là spa, làm khách cũng tiếp cận là gần, nên là làm tình hình dịch đó thì làm thì cũng hơi lo lắng, nên là mong là dịch hết để mà được trở lại làm bình thường, cho khách cũng an tâm mà mình cũng an tâm. Từ một nơi sầm uất tấp nập người qua lại, nay đường phố Bạc Liêu đã trở nên vắng vẻ. Một số ít ra đường để đến công sở hay phục vụ công tác phòng chống dịch. Hầu như ai cũng ủng hộ chủ trương giãn cách để phòng chống dịch bệnh. Mình ngưng thời gian đó, cũng mặc dù cũng đời sống cũng khó khăn, thu nhập cũng có hạn chế, nhưng đảm bảo lâu dài về sinh mạng của công nhân hoặc là mình cùng với cộng đồng để cùng nhau chống dịch. Khi cuộc sống càng khó khăn thì chúng ta càng thấy được sự chung sức, đồng lòng của tất cả người dân. Bằng tình yêu thương và sự sẻ chia, bà con tại đồng bằng sông Cửu Long không chỉ hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau mà còn gửi gắm điều đó đến thành phố Hồ Chí Minh, tâm dịch của cả nước. Những chuyến hàng rau củ quả mang biết bao tình cảm chân thành, trìu mến mà người dân miền Tây dành cho những người con của thành phố mang tình bác. Ở dưới quê mình thì rất là nhiều, thì tôi muốn hỗ trợ cho bà con ở thành phố một số rau củ quả để mong rằng bà con ở Sài Gòn mau chống mau hết dịch. Chỉ với suy nghĩ đơn giản như vậy mà nhiều ngày qua, bà con Cù Lao Mây tất bật chuẩn bị hàng hóa chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh. Người góp công, số khác thì góp của. Dù chỉ là những sản phẩm cây nhà lá vườn nhưng chứa đựng tình yêu thương và sự sẻ chia. Bình thường là bà con Sài Gòn khi ở đâu có thiên tai, lũ lụt hay là miền Tây bị gì thì Sài Gòn đều ủng hộ. Thì này là tình nghĩa với nhau để san sẻ nhau lúc khó khăn. Cuộc sống của bà con Cù Lao Mây chưa phải đủ đầy, tuy nhiên tình cảm và nghĩa đồng bào thì chưa bao giờ dơi. Cứ mỗi chuyến hàng như thế này lăn bánh là có hơn chục tấn rau củ quả được gửi đi. Đó là sức mạnh, là truyền thống của dân tộc Việt Nam. Dịch bệnh kéo dài, nhiều người rơi vào hoàn cảnh thiếu trước hụt sau. Bằng nhiều cách làm khác nhau, mọi người đã chung sức để hỗ trợ cho bà con vượt qua lúc khó khăn. Mới đây, một nông dân tại Bạc Liêu đã dành tặng 200kg cá để chuyển lên cho bà con thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Đó là nông dân Nguyễn Hữu Minh, hiện đang sinh sống ở xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Sau khi tiếp nhận nguồn cá của ông Minh trao tặng, Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương đã tiến hành xẻ cá để làm khô. Cùng với ông Minh, nhiều mạnh thường quân cũng đã chung tay ủng hộ cho bà con vùng dịch với hơn 900kg cá tươi. Toàn bộ số cá sau khi làm khô sẽ được chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương để gửi cho người dân đang gặp khó khăn. Còn trong chiều ngày hôm qua, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã trao tặng những phần quà là lương thực, thực phẩm cho một số bà con nghèo tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tổng giá trị là 60 triệu đồng. Những người nhận hỗ trợ là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn phường An Thới. Có thể thấy truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam đã được khẳng định qua chiều dài lịch sử. Cùng với sự chung sức của người dân, đảng và nhà nước, cũng liên tiếp có những chỉ đạo, giải pháp quyết liệt, kịp thời cho phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an sinh xã hội. Riêng tại Đồng Tháp thì đến nay, địa phương đã chi hỗ trợ cho trên 17.000 lao động với tổng số tiền là 26 tỷ 700 triệu đồng. Đi từng nhà, trao tận tay từng người, liên tục cập nhật số lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đó là cách mà Ủy ban Nhân dân xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh thực hiện để tiền kịp thời đến tay bà con. Tính đến nay, xã đã có trên 1.700 người nhận được hỗ trợ. Mừng quá trời mừng luôn, mừng không tả nổi. Phấn khởi lên được qua cái cúm dịch này. Còn tại thành phố Hồng Ngự, cán bộ khóm đến tận nhà để cập nhật danh sách. Việc chi hỗ trợ được thực hiện tại Ban Nhân dân, thủ tục cũng được rút gọn tối đa để đẩy nhanh quá trình trợ cấp. Ở đây có đơn, bây giờ không có đơn, chỉ là cô bác cầm giấy nhân dân, rồi ghi số nhân dân, nơi địa chỉ cụ thể. Rồi ký tên là cam kết như hay là cam kết với mình là mình có bán kinh doanh đó là đúng sự thật là coi như là đủ thủ tục. Mời quý vị và các bạn nghe danh sách số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 xã Phong Mỹ.
Hàng ngày những chuyến xe mang theo tiếng loa vẫn đều đặn lăn bánh vào tận các xóm ấp. Danh sách người lao động liên tục được cập nhật với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau. Không chỉ đảm bảo an sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, Thủ tướng Chính phủ cũng đã liên tiếp có chỉ đạo về việc giảm giá điện nước và giảm giá cước viễn thông cho người dân trong vùng giãn cách xã hội. Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với các doanh nghiệp viễn thông đã công bố gói hỗ trợ dịch vụ viễn thông sẽ được triển khai trong 3 tháng tới đây, lên tới gần 10.000 tỷ đồng. Cùng với đó, Chính phủ đã có nghị quyết thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện cho người dân tại các khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Khách hàng sử dụng trên 200 kWh một tháng sẽ được giảm 10% cho kỳ hóa đơn tháng 8 và tháng 9 năm nay. Đối với các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng chống dịch COVID-19, sẽ được hỗ trợ giảm 100% tiền điện trong kỳ hóa đơn 7 tháng từ tháng 6 cho đến tháng 12 năm nay.